50 việc có thể giúp bạn thấy hạnh phúc tức thì. Khi còn trẻ, đã có một quãng thời gian rất dài, tôi luôn sống ở thì tương lai. Tôi có một danh sách khổng lồ những điều tôi muốn đạt được, ví dụ như xây dựng một công ty lớn, trở thành một nhà hoạt động xã hội, du lịch khám phá thế giới, làm từ thiện, viết sách và rất nhiều điều khác nữa. Tôi tin rằng khi con người ta có những mục tiêu và ước vọng, đó là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, khi chúng ta tạo ra ngày một nhiều những kế hoạch và hướng tới những mục tiêu kia, chúng ta sẽ càng củng cố một niềm tin vững chãi trong tâm trí của mình rằng hiện tại không ổn, hiện tại là không đủ tốt, chỉ có tương lai mới quan trọng. Việc ta là ai, nơi ta đang sống, công việc ta đang làm, dường như không có thứ nào là đủ để khiến cho ta thấy hạnh phúc trong hiện tại, trong khoảnh khắc này. Và chúng ta để hạnh phúc của mình trở thành một thứ có điều kiện, tức là phụ thuộc vào việc ta có đạt được những mục tiêu ta đề ra hay không. Có một buổi sáng cũng khá lâu rồi, khi tôi đang trên đường đi bộ tới siêu thị, tôi để ý thấy những đám hoa nghệ tây màu trắng tím đẹp tuyệt đang bừng nở trên thảm cỏ trong công viên gần nhà. Tôi đã đi qua đoạn đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ để ý thấy những bông hoa này trước đó. Có lẽ là bởi những lần trước tôi tập trung vào việc làm sao để tới siêu thị thật nhanh và rồi về nhà để tiếp tục những công việc cần làm. Đó là khi tôi nhận ra chính những mục tiêu và tham vọng có thể khiến cho ta không còn nhìn ra những gì mình đã đang có trong cuộc đời mình. Và tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể hạnh phúc với những gì mình đang có lúc này? Hạnh phúc với những thứ nhỏ bé trong cuộc sống của mình hay không? Và kể từ hôm đó, tôi bắt đầu chú tâm để nhận ra cuộc sống của tôi đẹp đẽ như thế nào, để trân trọng những thứ nhỏ bé đang hiện diện trong mỗi khoảnh khắc. Mỗi ngày chúng ta đều có những khoảnh khắc như thế, chỉ là ta không để ý mà thôi. Chúng ta để cho những khoảnh khắc ấy trôi qua như những người xa lạ ta vô tình bắt gặp trong thang máy, trong khi ta vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Thay vì thờ ơ, tôi bắt đầu thực sự sống trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, thực sự ôm ấp và nâng niu chúng. Và tôi nhận ra mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu, và năng lượng của tôi dồi dào hơn biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, tâm trí của tôi thi thoảng vẫn trôi về quá khứ hay trượt về tương lai, nhưng chỉ cần đôi ba phút là tôi có thể đưa nó quay trở về với khoảnh khắc này và cảm nhận hạnh phúc một cách giản dị. Nếu bạn muốn biết làm điều đó như thế nào, hãy thử những việc nhỏ bé mà tôi sẽ chia sẻ sau đây trong video này nhé. Tôi tin rằng chúng có thể khiến bạn thấy hạnh phúc lên chỉ sau vài phút, và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn có thể trở nên đẹp đẽ và đáng yêu hơn chính nhờ vào những khoảnh khắc bình dị và những điều nhỏ bé bình thường này. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Điều đầu tiên bạn có thể thử làm để cảm thấy hạnh phúc hơn lên, đó chính là tận hưởng thiên nhiên nơi bạn đang sống. Trước đây khi ở Anh, tôi luôn đợi tới cuối tuần để có thể cùng gia đình trở về ngoại ô để tận hưởng không khí trong lành. Rồi tôi tự hỏi, làm thế nào để mình có thể tận hưởng thiên nhiên ngay trong thành phố, ngay mọi lúc mọi nơi, thay vì phải đợi đến cuối tuần? Và sau đây là một vài cách để bạn có thể làm điều đó thật dễ dàng bạn nhé. Thứ nhất, hãy thử ngắm nhìn lá rơi trong một ngày trở gió. Thứ hai, thức dậy sớm và lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng. Thứ ba, ngắm nhìn những đám mây và thử hình dung ra những hình thù khác nhau. Thứ tư, lắng nghe tiếng chim hót. Thứ năm, quan sát đôi cánh rung rinh của một chú bướm. Thứ sáu, lắng nghe tiếng sấm trong một ngày mưa. Thứ bảy, ngồi trên ghế đá công viên và tận hưởng màu xanh của cỏ.
thứ 8, ngắm nhìn những giọt nước mưa đậu trên bậu cửa sổ. Và thứ 9, đi chần chần trên cỏ. Việc thứ 2 bạn có thể làm để cảm thấy hạnh phúc hơn lên, đó là thực hành biết ơn những điều bạn đang có. Có quá nhiều điều trong cuộc đời mình mà chúng ta coi là nghiễm nhiên. Ấy vậy mà rất có thể đó lại là ước mơ của biết bao người. Hãy luôn nhắc nhớ mình rằng việc được trải nghiệm những điều nhỏ bé, bình thường cũng là cả một may mắn, một ân phước rất lớn. Để có thể làm được điều này, bạn có thể thử nghiệm tận hưởng việc uống một ly nước một cách chậm rãi. Bạn có biết rằng 800 triệu người trên thế giới này đang không được dùng nước sạch? Tiếp theo, hãy trân trọng đồ ăn trên bàn của bạn. Hơn 800 triệu người đang sống mỗi ngày mà không có đủ lương thực. Hãy biết ơn những người trong cuộc sống của bạn. Biết ơn vì việc bạn đang thở. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc nghĩ về 5 điều bạn thực sự biết ơn và trân quý trong cuộc sống của bạn ngay lúc này. Đó là 5 việc làm vô cùng đơn giản bạn có thể làm mọi lúc mọi nơi để thực hành lòng biết ơn đối với những gì bạn đang có. Tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Điều thứ 3 bạn có thể thử nghiệm đó chính là hãy cho phép đứa trẻ trong bạn được biểu hiện. Để có thể sống lại tâm hồn trẻ thơ, trong sáng, không vướng bận khi còn là một đứa trẻ. Bạn nghĩ sao về điều này? Không dễ phải không nào? Tuy nhiên, tại sao không thử cho mình một cơ hội để làm những việc trẻ con một chút và rồi có thể tự cười chính mình? Điều đó có sao không? Hãy thử nhé, để xem những việc làm tưởng như rất giản đơn này có thể khiến cho tâm hồn bạn hạnh phúc hơn đến nhường nào. Điều đầu tiên bạn có thể làm đó là đọc lại một cuốn truyện tranh bạn đã rất yêu thích khi còn nhỏ. Bạn có thể thử thổi bong bóng ở trong công viên như một đứa trẻ, đi bộ dưới trời mưa, ăn một que kem thật ngon lành, tập nhảy một điệu mà bạn luôn mong muốn được nhảy. Điều tiếp theo bạn có thể làm để khiến cho mình hạnh phúc lên một cách vô cùng giản đơn đó chính là khám phá một sở thích. Bạn có những thú vui và sở thích hay không? Tôi từng cảm thấy rằng cuộc sống bận rộn quá, không còn thời gian cho những sở thích của mình nữa. Cho tới khi tôi khám phá ra, có những thứ chỉ cần 5-10 phút là đủ. Đó là những thứ gì vậy? Ví dụ như lắng nghe một bài hát mà bạn yêu thích và nhún nhảy theo điệu nhạc, tập một bài hát mới trên YouTube, chụp ảnh nơi bạn đang sống với chiếc điện thoại của mình, trở thành người du lịch trong chính thành phố bạn đang sống và khám phá những ngõ ngách, những vẻ đẹp thú vị, những món ăn, những sự hấp dẫn tiềm ẩn mà trước đây bạn chưa bao giờ để ý. Bạn cũng có thể đọc lại những đoạn mà bạn yêu thích trong một cuốn sách gối đầu của bạn. Và rồi hình thành thói quen đọc sách 15 phút trước khi bạn đi ngủ. Bạn thấy đó, những thú vui hay sở thích đâu nhất thiết phải luôn luôn phức tạp, đúng không nào? Một việc làm rất quan trọng bạn có thể thực hiện để thấy hạnh phúc hơn, đó chính là chăm sóc bản thân. Chúng ta có thể dành rất nhiều thời gian cho công việc, cho những đam mê, cho gia đình của mình. Còn bản thân chúng ta thì sao? Bạn có đang chăm sóc tốt cho chính mình? Một số việc làm sau đây tôi có thể gợi ý. Tập thể dục chỉ trong 5 phút mỗi ngày, như nhảy dây, đi bộ, chống đẩy và bất cứ việc gì bạn yêu thích. Khi bạn vận động, cơ thể của bạn sẽ tiết ra hormone endorphins. Đây là thứ hormone khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn cách nào nữa để chăm sóc bản thân mình? Hãy thử nhấm nháp một phần hoa quả thật ngon và cho phép bản thân bạn được tận hưởng hương vị của nó trọn vẹn. Hãy ăn như thể đây là lần đầu tiên bạn được thưởng thức những món hoa quả này. Còn gì nữa không? Viết nhật ký là một cách chăm sóc bản thân, chăm sóc sức khỏe đời sống tinh thần của bạn rất hiệu quả. Dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc,
sống trong một không gian ngăn nắp chắc chắn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều đó. Và một việc làm tôi chân thành recommend đó là hãy thực hành việc ngồi tĩnh tâm trong vòng 15 phút mỗi ngày. Với tôi, đây là cách để hàm dưỡng, tưới tẩm cho chính mình vô cùng tuyệt vời. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, thì thực hành yêu thương chính mình có lẽ là một con đường tuyệt vời để khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn lên ngay trong giây phút này. Trước khi bạn có thể cảm thấy cuộc sống của mình đủ đầy, bạn cần biết yêu thương bản thân mình đủ nhiều. Một số gợi ý để bạn có thể làm điều đó như sau. Bạn có thể nghĩ về 5 điểm bạn yêu ở chính con người mình. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy viết về một điều bạn đã hoàn thành tốt trong ngày hôm nay, cho dù là lớn hay nhỏ. Và một việc làm nữa bạn có thể thực hiện thường xuyên cho mình đó là hãy tặng cho chính bạn một cái ôm mỗi ngày. Những việc làm tưởng như nhỏ bé giản dị này, nhưng hoàn toàn có thể giúp bạn nuôi dưỡng tình yêu bạn dành cho chính mình đó. Một phương pháp tiếp theo để có thể khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn lên, và đặc biệt đó là hạnh phúc hơn lên tức thì, đó chính là hãy làm một điều gì đó cho người khác. Việc cho đi luôn tạo ra một cảm giác đủ đầy mà ít có điều gì khác có thể mang lại được cho bạn. Chúng ta có thể thực hành cho đi như thế nào? Ví dụ nhé, chúng ta có thể đi chợ mua giúp đồ cho hàng xóm. Ta có thể giữ cửa cho người đi sau bạn. Giúp đỡ một đồng nghiệp một việc mà bạn làm tốt để anh ấy hay cô ấy có thể về nhà sớm hơn một chút ngày hôm nay. Tặng hoa cho người họ hàng mà lâu ngày bạn không trò chuyện. Khi bạn nấu món ăn bạn yêu thích, chủ tâm nấu nhiều hơn một chút để bạn có thể mang ra chia sẻ với hàng xóm của bạn. Gửi một bức bưu thiếp viết tay tới một người bạn của bạn và cho họ biết rằng bạn hạnh phúc như thế nào khi có họ trong cuộc sống của mình. Đó chỉ là một vài gợi ý trong số rất nhiều điều bạn có thể làm cho người khác. Và hãy nhớ rằng, hạnh phúc cũng giống như một người hái hoa hồng đem tặng. Dù thế nào thì hương thơm của hoa hồng cũng còn vương vấn chút ít trên đôi bàn tay bạn. Một việc làm khác để bạn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn đó chính là kết nối với mọi người. Bận rộn công việc thường là lý do chúng ta dùng để biện minh cho việc mình không có đủ thời gian cho những người quanh ta, phải không nào? Nhưng thực sự có cần nhiều thời gian đến thế để bày tỏ sự trân trọng của ta với những mối quan hệ quanh mình hay không? Hãy thử làm những việc này nhé. Gọi điện cho một người bạn và hỏi thăm họ thay vì nhắn tin. Ôm người yêu thương của bạn vào buổi sáng. Gọi điện cho cha mẹ của bạn. Tha thứ cho một ai đó mà bạn đã trách giận từ rất lâu rồi. Gửi lời xin lỗi tới một người mà bạn cảm thấy mình cần lên tiếng. Nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc với người thân yêu của bạn và nói cho họ biết bạn trân trọng kỷ niệm đó như thế nào. Những việc này quả thực không mất quá nhiều thời gian và công sức của bạn, phải không nào? Tuy nhiên, nó không những có thể giúp bạn kết nối tốt hơn, nuôi dưỡng duy trì những mối quan hệ của bạn tốt hơn, mà còn khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn đó. Một gợi ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này để giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn lên dường như tức thì, đó là hãy chăm sóc các giác quan và cảm xúc của bạn. Nhưng không nhất thiết là bạn phải tới spa mới có thể làm được điều này nhé. Một số những ý tưởng để bạn có thể thực hiện ngay tại nhà như sau. Thứ nhất, bạn có thể nhấm nháp một tách cappuccino nóng thật chậm rãi. Thứ hai, bạn có thể lắng nghe tiếng mưa rơi hoặc tiếng sóng vỗ qua một video trên YouTube. Tôi biết rằng giờ đây trên YouTube có rất nhiều những video như thế này mà bạn hoàn toàn có thể tận hưởng ngay trong ngôi nhà của mình mà không cần phải đi đâu xa, phải không nào? Bạn cũng có thể ngồi ngoài vườn trong một buổi chiều thư thả, ngắm mây trôi. Thắp một cây nến thơm có mùi xả hoặc oải hương, nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở của mình.
cảm nhận làn gió lùa vào mái tóc của bạn khi đang chạy xe. Bạn thân mến, bạn có thể thấy đấy, tất cả những ý tưởng trên đều không có gì là lớn lao hay phức tạp cả. Và đó chính là mục đích của bài chia sẻ này. Giờ đây tôi thực sự tin rằng cuộc sống này hoàn toàn có thể trở nên hạnh phúc hơn và đặc biệt hơn rất nhiều khi ta bắt đầu học cách tận hưởng những điều nhỏ bé và bình dị. Dĩ nhiên, cuộc sống vẫn sẽ có những lúc khiến cho ta lo lắng về tương lai. Và đó chính là lúc mà tôi sẽ chọn làm một việc nào đó trong danh sách những việc mà tôi vừa chia sẻ với bạn ở trên. Và thường thì tôi không mất quá lâu để lại cảm nhận thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao khi đang được sống. Và rồi, sự lo lắng dần dần tan biến. Ngoài những điều tôi vừa chia sẻ ở trên, đâu là những điều nhỏ bé bạn có thể nghĩ tới để khiến bạn thấy hạnh phúc hơn? Và ngày hôm nay, bạn sẽ muốn thử làm ngay điều nào? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé! Biết ơn bạn đã dành thời gian ở đây với tôi, để tôi có cơ hội được chia sẻ với bạn những ý tưởng nho nhỏ, những việc làm giản dị để giúp cho chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc hơn lên mỗi ngày. Xin chúc bạn mọi sự an vui. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.